Em ơi, chú Tô Cú xin chào quý các bạn. Hôm nay em xin phép giới thiệu cho anh chị và các bạn về một con i10 sedan cực đẹp luôn anh chị nhá. Và hiện tại con i10 sedan này đang được sản xuất năm 2015, phiên bản số tự động máy 1.0, bản nhập khẩu nguyên chiếc tại Ấn Độ. I10 thì nó có hai bản, bản nhập khẩu tại Việt Nam và bản nhập khẩu tại Ấn Độ. Và đây hiện tại em đang lên sóng cho anh chị về một con nhập khẩu Ấn Độ anh chị nhá. Con nhập khẩu Ấn Độ này đang mang nước sơn màu trắng tinh ngọc trinh luôn, mang biển số Quảng Ninh 14A27517. Và hiện tại con i10 2015 số tự động một cầu, số tự động 1.0 này BM đang giao bán với giá là 320 triệu đồng dành cho bản nhập khẩu. Anh chị nào quan tâm mẹ alo luôn cho em theo hai số điện thoại là 0705 141414 hoặc 0904 250500, và đến trực tiếp chợ Tô Cú Quảng Ninh tại địa chỉ ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Bình tỉnh Quảng Ninh để có thể xem xe. Bên em sẽ hỗ trợ báo rút hồ sơ cho khách hàng, báo rút hồ sơ cho anh chị để anh chị có thể vào biển tên bên tên tỉnh của anh chị một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất, và sẽ hỗ trợ cho anh chị một chút, bớt xén cho anh chị một tí tiền đi lại xăng dầu cũng như gia lộc cho anh chị. Anh chị yên tâm nha. Con này được trang bị hai quả đèn bi xê lông siêu sáng luôn, bốn quả đa răng đúc, xi nhan tích hợp trên gương, vẻ che mưa rất là đẹp luôn. Đa răng đúc của nó đây anh chị có thể nhìn đây này, đa răng đúc còn rất là mới và rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Xích sát linh tinh thì không tránh khỏi này, và quẹt linh tinh có nhưng mà vẫn còn nguyên đai nguyên kiện và rất là đẹp nha. Còn và còn xích sát linh tinh nó nên nó còn có nguyên cả cái độ cân lốp này, đấy, bộ cân lốp nguyên này, lốp lạc còn rất là mới luôn. Nó phải rơi vào tầm 85%, 90% lốp này anh chị nhá. Đây là cô lốp này. Cô lốp thì anh chị nhìn thấy này, cô lốp còn zin, giảm sóc này, không han gì, không mục mọt gì. Phần gầm bệ này, gầm bệ đây, gầm bệ không có cái dấu hiệu gì của han gì, chứ đừng nói nó mục mọt. Gầm bệ cực sáng luôn. Xe cái dòng i10, cái dòng xe nhỏ nhỏ này thì chỉ đi lại thôi, vợ con đi lại, bồ bịch đi lại thôi, anh quanh cho nó ra là anh chị yên tâm, không ăn gì mục mọt gì cả nha. Đây cổ lốp sau, cổ lốp sau và lốp đằng sau, cổ lốp không ăn gì, không mục mọt, cổ lốp còn nguyên. La dung đằng sau, la răng sau cũng rất là đẹp, lốp lạc cũng thế, cũng rất là ngon nhá, còn ngon luôn. Tiến tới về phần nội thất trong xe, xe thì xe trang bị ghế da đàng hoàng luôn. Ghế da, đây là ghế lái. Ghế lái thì không rách nhưng bị trờn, bị sờn và có hơi xấu một chút đây này. Đấy, nhưng bù lại là ghế da rất là sạch sẽ. Còn ghế lái, ghế bên phụ thì còn nguyên, không có trờn, không có một chút rách nào. Đây chỉ bị trờn thôi nhá. Sàn thì vẫn là, sàn là bọc da. Sàn là bọc da để vệ sinh sạch sẽ. Trải một tấm lót 5D, xong lại trải một tấm lót rối nữa, rất là cẩn thận luôn anh chị nhé. Rất cẩn thận luôn. Vô lăng thì sử dụng vô lăng 3 chấu, vô lăng tích hợp. Vô lăng tích hợp to nhỏ âm lượng. Đấy, và tích hợp túi khí. Anh chị có thể nhìn vô lăng này rất là mới luôn. Rất là đẹp nên không xứt sát gì hay không bật da bật màu gì nhá. Đấy. Chìa khóa i10 thì nó đầy đủ start stop anh chị nhá. Đây đủ hai khóa luôn này. Đủ hai khóa đầy đủ start stop luôn. Đây nút start stop đây. Em khởi động cho anh chị xem này. Đấy. Ok. Xe đã nổ máy hoạt động bình thường. Xe chạy 50.795 cây số nha anh chị nhé. Đây. Đây là mặt táp lô của nó. Táp lô đây, táp lô rất là sạch sẽ này. Rất sạch sẽ, không xước sát gì. Rất là đẹp. Nhạc nhau đã hiện lên rồi, con này được trang bị vào màn hình DVD. DVD. Nhạc nhau đã đầy đủ rồi. Âm thanh rất là to luôn đây. Em đang sử dụng bấm tiện ích âm tự ở trên tay đây. Nhạc rất to nhá. Nhưng phải giảm luôn thôi. Con này thì được trang bị cả màn hình cam hành trình. Cam hành trình. Đây là cam nồi. Cam nồi tích hợp trên màn hình CD luôn, DVD luôn. Điều hòa này. Điều hòa giờ bật.
Điều hòa này rất là to nhưng chị cũng cầu cầu vù 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 luôn. Có phải tắt điều hòa đi tí. Đây là phanh tay. À quên. Phím quên cần số tự động. Anh có thể nhìn rất là mới này. Rất là đẹp luôn, không hề có xước xát gì. Không bạt màu nhá. Phím cần số còn rất là đẹp. Này nó có cả cấp số thể thao nữa cộng trừ đây. Chắc nó khoảng tầm 3 4 số gì đấy, em cũng chưa nhớ rõ lắm. Đây 4 số thể thao này. Yên ngựa, phanh tay con này không bệ tì tay nhé. Không bệ tì tay. Con xe nhỏ nhỏ không bệ tì tay. Trần lỉnh nguyên bản theo xe. Trần lỉnh nguyên bản theo xe. Xe trang bị đầy đủ tất cả 4 kính chỉnh điện, khóa kính, khóa cửa, gương chỉnh điện, gương cục xòe đều làm trên tabi của người lái. Đây là tabi của người lái. Tabi người lái anh chị có thể nhìn thấy nhựa của nó còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Hàng ghế sau rất là đẹp, còn mới, gần như không người ngồi luôn. Không người ngồi. Tắp đi cánh cửa sau cũng thế, nhựa còn rất là mới, không xước sát, không xước sát hay là rách lát gì. Đây là cốp sau của nó. Dòng i10 hatchback này như thế, cốp nó rất là bé, ngắn ngắn thôi, không được cao, không được dài rộng lắm. Nhưng mà gọi là xe gia đình thì đang chút đồ đạc là được. Đấy, áp cốp sau rất là cân đối nhé. Không đâm vào, không tai nạn. Bên em bán xe cam kết anh chị rằng xe không ngập nước, không tai nạn. Đâm ra là xe riêng còn rất là đẹp. Chi tiết rất là đẹp luôn. Không tai nạn, anh chị yên tâm là đấy nhé. Không tai nạn. Ở dưới này thì nó có đẩy lốp sơ cua anh chị nhé. Dưới cốp là lốp sơ cua, làm đế cốp này. Đây là lốp sơ cua. Lốp sơ cua, kích lốp, các đồ dụng vặn là còn nguyên. Đấy. Sàn xe anh chị có thể nhìn thấy là sàn xe là rất là sáng. Rất là sáng, đẹp. Không có dấu hiệu han gì, mồm mọt gì. Nhà đây là về sàn xe. Yên tâm luôn. Xe bên em đã cam kết với anh chị rằng xe không ngập nước, không tai nạn. Anh chị yên tâm. Em cho chị anh chị xem tiếp hai cái tạp bì cửa. Đây, hai tạp bì cửa nó rất là sạch sẽ luôn nhé, rất là đẹp luôn. Và cái tạp bì cửa thì cửa lái và cửa phụ thì nó có sử dụng chìa khóa thông minh, thì nó sẽ sử dụng cái phím bấm mở cửa đây, phím bấm thông minh mở cửa đây. Khi anh chị đeo chìa khóa tự động vào bên cạnh thì anh chị cần đến sát cửa bấm vào nút đấy thì nó sẽ tự khóa và tự mở. Chứ nhiều khi cái thao tác của mình không cần thiết là phải mở, cần thiết phải bấm đến mở nữa, bấm khóa mở nữa. Đây, em sẽ cho anh chị xem thêm vào lắp cabo cũng như máy móc xem hoạt động bình thường nhé. Đây là phần lắp cabo này, tổng quan lắp cabo này. Lắp cabo rất là cân đối nhé. Ốc ác lắp cabo nguyên zin. Nguyên zin luôn. Không có dấu hiệu đâm vai tai nạn gì anh chị nhé. Tất cả gần gờ, hai lỗ tròn, lỗ dẹt, tất cả đinh tán của lắp cabo còn nguyên, nguyên đai nguyên kiện. Đây là ụ giảm sóc và đầu tai đèn. Đây ụ giảm sóc và tai đèn, anh chị nhìn đây, rất là cân đối, sắt xi bên trong, không có sự đâm va hay là va quẹt để mà biến dạng đâu nhé anh chị nhé. Đây ụ tai đèn và ụ giảm sóc bên phụ. Đây là bên trong là sắt xi này, sắt xi anh chị có thể thấy, sắt xi này. Đây là ốc bệ chân máy nhá, máy móc nguyên zin luôn nha anh chị này, nguyên zin này. Đây là ốc mặt máy này, nguyên zin luôn. Anh chị có nhìn thấy rằng là xe rất là khô ráo, không có tí gì dầu gì mỡ nào nha anh chị nhá, rất khô ráo luôn, không gì dầu gì mỡ nhá, rất khô ráo, còn rất là đẹp. Đấy. Và hiện tại em vừa giới thiệu cho anh chị về con Hyundai i10 sản xuất năm 2015, phiên bản số tự động máy 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc tại Ấn Độ. Và hiện tại bên em đang giao bán với giá là 320 triệu đồng. Anh chị nào quan tâm hãy alo cho em theo hai số điện thoại là 0705 141414 và 0904250500. Và đến trực tiếp chợ Tô Quốc Ninh, Cũ Quảng Ninh tại địa chỉ ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để có thể xem xe cũng như đi thử nó và rước em nó về anh chị nhé.
Và dạ vâng, em rất cảm ơn anh chị nào đã theo dõi em trong thời gian qua. Và anh chị nào mới xem video của em lần đầu, hãy ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh cho em và hãy bấm vào nút chuông bên phải màn hình. Để làm gì? Để có thể là cập nhật được tất cả những mẫu xe mới nhất khi em mua về. Em đăng tải lên cho anh chị nằm nhà, anh chị có thể được thưởng thức nó và có thể là tìm cho gia đình một con xe mới nhất, con xe ưng ý nhất cho gia đình mình anh chị nhé. Dạ vâng, em xin chào anh chị tại video khác và những con xe khác chất lượng hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.